Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng có mặt tại sân bóng đá Phạm Minh Giang trong buổi tối ngày hôm nay để cùng theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai đối thủ quen mặt, đó là FC Trường Giang và Dưỡng Sinh FC. Và đến với trận đấu này thì FC Trường Giang họ ra sân với bộ trang phục toàn đen. Về đấu đầu tiên, họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay phải mảnh nhỏ của tất cả quý vị và các bạn. Cái tên công ngũ đang khiến cho những người đồng đội bên ngoài sân của FC Trường Giang đang mang rất nhiều sự hưng phấn. Ronald Tuấn, đường chuyền ngang và xử lý chưa thành công của Ronald Tuấn. Cú chuyền bên chân trái không vào. Vẫn chưa thể có được bàn thắng dành cho Ronald Tuấn. Quả đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú bắt vô lê bằng chân trái của Ronald Tuấn. Vẫn chưa thể mang về bàn thắng đầu tiên dành cho trận đấu này. Rất khéo, cơ hội dứt điểm. Đó là một tình huống đưa bóng về vị trí của hai, nhưng các cầu thủ bên phía FC Trường Giang họ vẫn chưa thể thực hiện thành công. Tình huống dứt điểm chưa đủ độ khó để có thể đánh bại được thủ thành của FC Trường Giang. Dứt điểm từ xa, không có được bàn thắng cho pha chạm bóng vừa rồi. Điểm chạm là của Ronald Tuấn. Quá đáng tiếc dành cho số 7 của FC Trường Giang. Lần này thì đã không có một tình huống siêu nào dành cho Ronald Tuấn rồi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại phong này. Quá đáng tiếc, Ronald Tuấn đã ôm đầu tiếc nuối sau khi bỏ lỡ cơ hội vừa rồi. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ FC Dưỡng Sinh. Một pha kết thúc rất bất ngờ và bàn thắng mở tỷ số nó đã đến dành cho các cầu thủ áo đỏ. 1-0. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Một đường chuyền ngang quá hở hình. Nó trở thành một đường kiến tạo dành cho cầu thủ mang áo số 16 của Dưỡng Sinh FC. Nghĩa Đen. Đây là thắng nhỏ. Cú dứt điểm từ xa rất khó chịu của thắng nhỏ, bóng đã chạm sàn ngang. Không có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen. Và vừa rồi thì pha chạm bóng sau cùng của số 6 bên phía FC Trường Giang đã mang về bàn thắng gỡ hòa dành cho đội bóng này. Pha làm bàn là của Nhân Báo. 1-0. Đây là cú đá chân của thắng nhỏ. Cú dứt điểm rất khó chịu của số 19, bóng đã chạm vào sàn ngang và đập đất đi ra ngoài. Ngay sau đó với pha cắt bóng không thật sự là quyết đoán của số 27, vị trí của Duy Phong. Nhân Báo. Đó là một tình huống giật gót đưa bóng về cho cầu thủ đối phương. Nhưng rất may là vị trí của công ngũ đã có một pha thu hồi bóng khá hay. Nghĩa Black. Không vào. Không hiểu điều gì đang xảy ra với đôi chân của Ronald Tuấn ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Một cơ hội 10-10 dành cho Ronald Tuấn. Văn Xô. Vẫn còn. Văn Xô đường chuyền Ronald Tuấn chân trái. Vẫn có, không được rồi. Thời cơ tiếp theo, Nhân Báo dứt điểm từ xa. Suýt chút nữa bóng đã trôi về khung gỗ của thủ môn đối phương. Bây giờ thì các cầu thủ FC Dưỡng Sinh họ đang đẩy cao đội hình rất hay. Dứt điểm đi vào. 2-1 dành cho FC Dưỡng Sinh. Và ghi bàn của Văn Bảo, cầu thủ áo số 2. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Cầu thủ mang áo số 12 nhưng lại mặc quần số 2, khiến chúng tôi bị nhầm lẫn. Việt Dũng là người ghi bàn. 2-1 dành cho FC Dưỡng Sinh. Và tiếp tục đường chuyền hay dành cho Việt Dũng dành cho đồng đội, cơ hội vẫn còn. Việt Dũng chuyền đi từ xa. Bàn thắng thứ 3 nó đã đến dành cho FC Dưỡng Sinh. 3-1. Một loại đá cực kỳ hiệu quả của các cầu thủ áo đỏ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Cứ tưởng chừng không có gì là nguy hiểm, nhưng một cú dứt điểm quá đội chuẩn xác đã mang về bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ bên phía. Pha xử lý chưa thành công của số 15. Đường chuyền ngang. Dứt điểm ngay. Đường chuyền ngang. Cơ hội vẫn có, không vào. Phút 38 của hiệp 1, tỷ số vẫn đang tạm thời là 3-1 nghiêng về đội bóng đỏ. Dứt điểm ngay. 2-3. Bây giờ đã có bàn thắng trong ngang tỷ số dành cho FC Trường Giang. Đó là pha làm bàn của số 9, đó là Tùng Bú.
Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Cú dứt điểm 100 tương đối tốt. FC Trường Giang họ vẫn đẩy cao đội hình để tìm kiếm cho mình bàn thắng thứ 3. Bàn thắng quan trọng để có thể đưa trận đấu trở về xuất phát. Ronan Tuấn, Ronan Tuấn. Cơ hội chân trái, cắm vào. Và xử lý vẫn chưa thành công của số 7 bên phía FC Trường Giang. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Đánh đầu. Điểm chạm vẫn chưa thành công. Cú dứt điểm không vào. Nhận bóng. Vào. 3-0. Bàn thắng thứ 3 dành cho FC Trường Giang. Trận đấu đã trở về và xuất phát. Đường chuyền khe rất hay, không vào. Nhận báo, đường chuyền không được. Chuyền trái, không vào. Và là trận khá tốt của Quyền Võ nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ tư dành cho FC Trường Giang. Đánh đầu, không vào. Cú chạm bóng của Ronan Tuấn nhưng vẫn chưa có bàn thắng dành cho số 7 của FC Trường Giang. Quá đáng tiếc. Dứt điểm, bóng đã đi vọt xa. Cú đá chân hết sức bất ngờ của Việt Dũng. Tình huống lao ra khá xa, cầu thủ Thành bên phía đội bóng FC Trường Giang và xích chút nữa các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen họ là phải nhận bàn thua trong tình huống này. Cú đặt lòng đưa bóng đi trên công dọc. Đường chuyền. Dứt điểm, không vào. Bóng vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Tùng Bú. Một tình huống dứt điểm từ xa. Vào. 4-3 dành cho FC Trường Giang. Một siêu phẩm của Tùng Bú. Quá đẹp mắt. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Một siêu phẩm bàn thắng của Tùng Bú. Quá khó dành cho thủ thành của Dương Sinh FC. 4-3 dành cho FC Trường Giang. Đường chuyền ngang, đánh đầu, không vào. Đó khác nào là một pha phòng ngự dùm cho đối phương. Quá đáng tiếc dành cho trung vệ Việt Xu. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha xử lý trước đó của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đen. Cú lắc đầu, thay vì đưa bóng đi vào lưới thì Việt Xu Anh lại lắc đầu đưa bóng đi ra ngoài. Quá đáng tiếc dành cho số 27 của FC Trường Giang. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Có đủ khoảng thời gian không gian để Ronan Tuấn có thể xử lý nhưng số 7 vẫn chưa thể tìm kiếm được bàn thắng. Đưa bóng ngang. Ronan Tuấn không vào. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ronan Tuấn ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 16 không phải là ngày rằm mà Ronan Tuấn lại ăn chay. Chúng ta sẽ cùng theo dõi là pha bóng này. Một cú đặt lòng đưa bóng đi vọt xa của Ronan Tuấn. Không vào. Vẫn còn cơ hội. Phong Lê. Vào. 4-0. Các cầu thủ bên phía
MC Trường Giang họ đã không thể bảo vệ được thành quả. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Một pha nhảy múa của Phong Lê. Và đây là một cú giật gót để thoát đi sự racing của hai cầu thủ áo đen. Ngay sau đó là đường truyền dành cho đồng đội. Một cú ngoặt bóng của Văn Hiếu và phạt ngang như đặt dành cho đồng đội đệm bóng chuẩn xác để mang về bàn thắng thứ tư dành cho FC Dưỡng Sinh 4-4. Việt Xô, trọng tài Trường Giang lúc này đã nhìn đồng hồ rồi. Thời gian không còn nhiều. Như vậy đó cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu này. FC Trường Giang và FC Dưỡng Sinh đã hòa nhau với tỷ số là 4-4.